Thôi thì bây giờ trở lại với sân khấu. Trần Hoãn muốn giới thiệu đến quý vị một bài hát có thể nói là chiếc nôi của vòng cổ, chiếc nôi của ngành cải lương. Chắc hẳn Trần Hoãn tin chắc chắn rằng tất cả quý vị ở đây ai cũng đều biết tới bài Dạ Cổ Hoài Lan của Cao Văn Lầu. Và bài hát này bây giờ xin quý vị hướng mắt về sân khấu và cho một tràng pháo tay thật lớn cho phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cùng với phụ phù họa của nhóm múa Cắm Sen. Thank you.
thưa quý vị, đây là, nếu mà quý vị nào có Facebook của Trọng Hải, quý vị cũng biết chị Phương Hồng Thủy là một người chị mà gọi là coi như là chị ruột, chỉ có cái là khác cái bụng mẹ sinh ra thôi, kính thưa quý vị. Dạ, chị ruột đó. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.